Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với bản tin thời sự được phát sóng trên kênh Tin Mới. Lời đầu tiên cho phép chúng tôi xin gửi lời chào và lời chúc sức khỏe tới toàn thể quý khán thính giả đã luôn đồng hành và ủng hộ cùng ban biên tập của chúng tôi. Rất mong có được những ý kiến đóng góp của quý vị khán thính giả để chúng tôi có thêm động lực gửi tới cho quý vị và các bạn. Đó là những thông tin hay nhất, chính xác nhất về tình hình dịch bệnh, tin tức thời sự mới nhất trong nước cũng như là quốc tế, những tin nóng bỏng 24 giờ qua. Còn bây giờ là bản tin ngày hôm nay chúng tôi muốn gửi tới quý vị. Thưa quý vị, quan hệ giữa Bắc Kinh và Washington đang rất căng thẳng vì một loạt vấn đề liên quan đến Đài Loan, Trung Quốc và lệnh hạn chế xuất khẩu đối với chip bán dẫn. Trong bài phát biểu hôm vừa qua tại đối thoại Shangri-La, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin nói rằng Trung Quốc đã từ chối tiến hành các cuộc đối thoại quân sự khiến hai bên rơi vào bế tắc vì những khác biệt. Tuy nhiên, mới đây, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Lý Thượng Phúc cho biết Bắc Kinh tìm kiếm đối thoại thay vì đối đầu với Washington. Việc đối đầu gay gắt giữa Trung Quốc và Mỹ sẽ là một thảm họa mới đối với thế giới. Phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh An ninh châu Á đối thoại Shangri-La hôm Chủ nhật vừa qua, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Lý Thượng Phúc cảnh báo xung đột giữa Mỹ và Trung Quốc sẽ mang lại thảm họa đối với thế giới. Ông Lý Thượng Phúc nói, Trung Quốc và Mỹ có hệ thống khác nhau, tuy nhiên điều đó không ngăn cản hai bên tìm kiếm những điểm chung và lợi ích chung. Để phát triển quan hệ song phương và làm sâu sắc thêm hợp tác, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc cảnh báo không thể phủ nhận rằng một cuộc xung đột hoặc đối đầu gay gắt giữa Trung Quốc và Mỹ sẽ là một thảm họa đối với thế giới. Bộ trưởng Lý Thượng Phúc cho biết Trung Quốc cam kết đi theo con đường phát triển hòa bình nhưng sẽ bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Ông cũng chỉ trích Mỹ và đồng minh tăng cường chạy đua vũ trang, cố ý can thiệp vào công việc nội bộ của các nước khác. Ông Lý Thượng Phúc cảnh báo, chống lại việc thành lập các liên minh quân sự giống như NATO ở châu Á-Thái Bình Dương, nhấn mạnh điều đó sẽ chỉ đẩy khu vực vào vòng xoáy tranh chấp và xung đột. Mối quan hệ giữa Washington và Bắc Kinh đang rất căng thẳng sau loạt vấn đề liên quan đến Đài Loan, Biển Đông và những hạn chế của Tổng thống Mỹ Joe Biden đối với việc xuất khẩu chip bán dẫn. Trước đó, phát biểu tại cuộc họp ở Singapore, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho biết Washington cam kết mạnh mẽ trong việc duy trì hiện trạng ở Đài Loan, chỉ trích Trung Quốc từ chối tổ chức các cuộc đàm phán quân sự. Ông Austin nhấn mạnh, Trung Quốc không sẵn sàng tham gia nghiêm túc vào các cơ chế để quản lý khủng hoảng giữa quân đội hai nước. Càng trao đổi nhiều, càng tránh được những hiểu lầm và tính toán sai lầm có thể dẫn đến khủng hoảng hoặc xung đột. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ tuyên bố Washington sẽ tiếp tục thường xuyên đi lại, bay qua eo biển Đài Loan và Biển Đông để nhấn mạnh rằng đây là vùng biển quốc tế, đáp trả yêu sách lãnh thổ sâu rộng của Bắc Kinh trong khu vực. Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Lý Thượng Phúc cho rằng tâm lý chiến tranh lạnh đang trỗi dậy ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương, mặc dù Bắc Kinh tìm kiếm đối thoại thay vì đối đầu. Phát biểu tại Hội nghị An ninh đối thoại Shangri-La lần thứ 20 đang diễn ra ở Singapore, ông Lý Thượng Phúc đã chỉ trích Mỹ một cách kín đáo, cáo buộc một số quốc gia tăng cường chạy đua vũ trang và cố ý can thiệp vào công việc nội bộ của các nước khác. Ông nhấn mạnh, tâm lý chiến tranh lạnh hiện đang trỗi dậy, làm gia tăng đáng kể rủi ro an ninh. Các nước cần tôn trọng lẫn nhau, chứ không nên bắt nạt và bá quyền. Theo người đứng đầu Bộ Quốc phòng Trung Quốc, châu Á-Thái Bình Dương ngày nay cần sự hợp tác cởi mở và toàn diện, không phải là kết thân theo nhóm nhỏ. Trước đó, cũng tại hội nghị này, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã chỉ trích Trung Quốc trong một bài phát biểu hôm thứ Bảy vừa qua vì đã từ chối tổ chức các cuộc đàm phán quân sự khiến các bên vẫn bế tắc về vấn đề Đài Loan và các tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông. Bộ trưởng Lý Thượng Phúc hiện đang bị Mỹ trừng phạt đã bắt tay với người đồng cấp Mỹ ông Lloyd Austin trong một bữa ăn tối hôm thứ Sáu, nhưng cả hai chưa có cuộc thảo luận sâu hơn. Mặc dù Mỹ nhiều lần yêu cầu trao đổi quân sự nhiều hơn, phát biểu riêng bên lề hội nghị, hai sĩ quan quân đội Trung Quốc nói rằng Bắc Kinh muốn có những dấu hiệu rõ ràng từ Washington về một cách tiếp cận ít đối đầu hơn ở châu Á, bao gồm cả việc dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với Bộ trưởng Lý, trước khi các cuộc đàm phán giữa quân đội với quân đội có thể nối lại. Tờ South China Morning Post đưa tin một nhà ngoại giao cấp cao Mỹ sẽ đến Trung Quốc trong hôm Chủ nhật vừa qua trong chuỗi các cuộc gặp mà Washington nỗ lực sắp xếp nhằm giảm căng thẳng với bên chiến tranh chiến lược và ngăn mối quan hệ xấu hơn. Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ phụ trách các vấn đề Đông Á và Thái Bình Dương, ông Daniel Kirstenbrink sẽ thăm Trung Quốc và New Zealand từ hôm Chủ nhật tới ngày thứ Bảy tuần này tại Trung Quốc. Ông Kirstenbrink sẽ thảo luận những vấn đề chính trong quan hệ song phương. Đi cùng ông Kirstenbrink còn có giám đốc cấp cao phụ trách vấn đề Trung Quốc và Đài Loan tại Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ, bà Sarah Beran.
chuyến thăm của ông Kirsten Brink diễn ra sau chuyến thăm của Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ William Burns tháng trước, qua đó nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì mở các kênh liên lạc tình báo giữa hai nước. Hôm thứ Bảy vừa qua, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã chỉ trích Trung Quốc từ chối cuộc gặp giữa hai bộ trưởng quốc phòng hai nước. Ông Austin cho rằng, động thái của Trung Quốc cản trở các nỗ lực nhằm duy trì hòa bình trong khu vực. Phát biểu tại diễn đàn an ninh đối thoại Shangri-La ở Singapore mới đây, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Lý Thượng Phúc nhấn mạnh tâm lý chiến tranh lạnh đang trỗi dậy ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương, làm gia tăng rủi ro về an ninh, tuy vậy Bắc Kinh luôn tìm kiếm đối thoại thay vì đối đầu. Sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc và Mỹ xác nhận không gặp mặt bên lề diễn đàn an ninh Shangri-La ở Singapore, trong bối cảnh quan hệ hai nước ngày càng tuột dốc, giới quan sát đã dành sự quan tâm đặc biệt tới ba phát biểu của Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Lý Thượng Phúc, đặc biệt là việc ông Lý lên tiếng về quan hệ Bắc Kinh-Washington. Theo đó, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Lý Thượng Phúc nhấn mạnh quan hệ Mỹ-Trung đang ở mức thấp kỷ lục kể từ khi Bắc Kinh và Washington thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1979. Bộ trưởng Lý cho rằng Mỹ không nên áp lên nước này các cấm vận thương mại mà Liên Hợp Quốc chưa chấp thuận, đặc biệt về vấn đề Đài Loan. Ông Lý khẳng định Trung Quốc sẽ đưa ra cách giải quyết vì nước này coi Đài Loan là một phần không thể tách rời của lãnh thổ. Cũng trong bài phát biểu, ông Lý nhận định tâm lý chiến tranh lạnh đang trỗi dậy ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương, làm gia tăng rủi ro về an ninh. Tuy nhiên, Bắc Kinh luôn tìm kiếm đối thoại thay vì đối đầu. Trung Quốc tin tưởng rằng một cường quốc nên hành xử như một cường quốc thay vì kích động đối đầu theo khối vì lợi ích cá nhân. Đồng thời, ông Lý nêu bật vai trò của sáng kiến an ninh toàn cầu, tập hợp các nguyên tắc và định hướng chính sách đối ngoại, gồm phản đối các biện pháp trừng phạt đơn phương và sử dụng phát triển kinh tế để ngăn chặn bất ổn và xung đột, vốn được Bắc Kinh công bố hồi tháng 4 năm ngoái. Bình luận ngắn gọn về đề xuất làm trung gian giữa Nga và Ukraine, Bộ trưởng Lý bảo vệ cách Trung Quốc thúc đẩy các cuộc đàm phán giúp chấm dứt cuộc xung đột, mô tả quan điểm của Bắc Kinh là khách quan và vô tư. Hồi tháng 11 năm ngoái, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Joe Biden đã vạch lộ trình cải thiện quan hệ thông qua một bậc thang, gồm các chuyến thăm của các quan chức cấp cao về tài chính, thương mại và ngoại giao, có khả năng dẫn đến chuyến thăm của ông Tập tới San Francisco, bang California, Mỹ vào tháng 11 tới để dự thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC. Kính thưa quý vị, Mỹ cảnh báo nguy cơ va chạm với lực lượng Trung Quốc. Nhà Trắng cho rằng những cuộc chạm mặt giữa lực lượng Mỹ và Trung Quốc gần đây có khả năng dẫn tới sự cố gây thương vong. Những động thái này của quân đội Trung Quốc trên eo biển Đài Loan và Biển Đông gần đây cho thấy họ ngày càng quyết liệt, không khó để xảy ra tính toán hoặc hành động sai lầm dẫn tới thương vong, phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói hôm thứ Hai. Quan chức Nhà Trắng đề cập tới vụ tiêm kích J-16 Trung Quốc ngoặt trước mũi và khiến trinh sát cơ RC-135 Mỹ rung lắc mạnh khi hoạt động ở không phận quốc tế trên Biển Đông, cũng như vụ tàu chiến Tai-052D của Bắc Kinh cắt mặt khu trục hạm USS Chung Hoon di chuyển trên eo biển Đài Loan hôm thứ Bảy vừa qua. Ông Kirby mô tả những sự việc này là hoạt động tiếp cận gây mất an toàn và kém chuyên nghiệp do Trung Quốc tiến hành. Tôi rất muốn nghe Bắc Kinh lý giải về những gì họ đang làm. Các vụ chạm trán trên không và trên biển diễn ra thường xuyên, chúng tôi cũng làm như vậy. Điểm khác biệt là Mỹ luôn hành động chuyên nghiệp, quan chức Nhà Trắng nói thêm. Giới chức Trung Quốc chưa lên tiếng về phát biểu của ông John Kirby. Hải quân Mỹ hôm thứ Hai công bố video ngay từ ban công bên cạnh đài chỉ huy tàu USS Chung Hoon, cho thấy chiến hạm Trung Quốc di chuyển từ bên trái và cắt ngang đường di chuyển của tàu khu trục Mỹ. Thủy thủ đoàn USS Chung Hoon khi đó dường như đang phát thông báo qua điện đàm, cảnh báo phía Trung Quốc không tìm cách hạn chế quyền tự do đi lại của tàu chiến Mỹ. Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết khoảng cách gần nhất giữa hai chiến hạm trong sự việc là khoảng 140m. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc sau đó khẳng định hành động của tàu chiến nước này là hoàn toàn hợp lý, hợp pháp và an toàn. Quan hệ Mỹ-Trung đang căng thẳng vì hàng loạt tranh cãi từ vấn đề Đài Loan đến Biển Đông hay sự cố khí cầu hồi tháng 2. Giới chức Mỹ đang nỗ lực củng cố liên minh và quan hệ đối tác ở châu Á để chống lại các động thái ngày càng quyết liệt của Bắc Kinh, song cũng có những dấu hiệu cho thấy hai bên đang cố hạ nhiệt căng thẳng. Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ CIA William Burns hồi tháng trước thăm Trung Quốc. Theo quan chức Mỹ am hiểu về vấn đề, ông Burns đã nhấn mạnh tầm quan trọng của duy trì các kênh liên lạc tình báo mở khi gặp những người đồng cấp Trung Quốc. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin phát biểu tại diễn đàn an ninh đối thoại Shangri-La ở Singapore đã phàn nàn việc Trung Quốc từ chối tổ chức các cuộc đối thoại về quân sự.
Theo ông, việc Bắc Kinh không muốn đối thoại đã làm suy yếu nỗ lực duy trì hòa bình trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Vâng, thưa quý vị, bản tin hôm nay tới đây là kết thúc. Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi bản tin của chúng tôi. Chúc quý vị và gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Nếu thấy hay thì hãy đăng ký kênh, sau đó nhấn biểu tượng chuông ở góc phải màn hình để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất mà chúng tôi sẽ cập nhật. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.